Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình có dịp đến vườn của anh Phong ở huyện Vĩnh Thuận để báo cho quý vị một mấy cái mây khủng quý vị ơi. Rồi, chào anh Phong ơi. Chào Minh Kiệt, chào cô chú anh chị em mình yêu thích Hoa Kiển nha. Hôm nay mình cũng có về hai cái mây tàn và một cây mây xù để giao lưu cùng cô chú anh chị em mình trong đầu năm này. Trước hết thì mình chỉ biết cái mây Rồi mình sẽ quay cái bộ tàn cho quý vị xem. Quá trời cây tàn khủng. Cây này cao nó cỡ nhiêu mét anh Phong? Cây này mình không muốn có một số rồi. Cao 6 mét, ngang 5 mét. Cao 6 mét. Đây, quá trời cao, tới dây điện luôn, hút dây điện luôn. Tàn quá tròn. Đây. Đây mình tiến tới cái thân nữa cho quý vị xem ha. Quen dòng thân rồi Phong sẽ cho thông số. Quá đẹp. Cái này đế tứ diện không anh Phong? Cái này đế tứ diện, đế lực. Nó tỳ thừa nhưng mà đế nó lực gấp cộng 10 bự không à. Cái này thì anh bứng lâu chưa? Cái này cũng gần tháng rồi. Bứng gần cái tháng rồi ha. Nó đang kéo nhựa hết trơn nè. Cây rất khỏe nè. Chú chị em mình rất an tâm, mình vẫn để trong cái bầu này mình nuôi đã một bông từ hôm tết tới giờ. Cây này mình bán có bao sống không anh? Bao sống, cây này thì ok, sống thì ok. Rồi rồi, giờ anh cho xong thông số đây anh ơi. Thông số cây này một cốt mà lên 5 nhánh nghe quý vị. Rồi thông số này này ngay eo nhỏ nó là 83 đi, 84 mình tính 83 thôi. Cái này là rồi. Điểm eo nhỏ nhất của thân cây nha. Eo nhỏ nhất là 83. Rồi anh hạ xuống cái củ một xíu anh. Củ đoạn này thì nó tới 87 lắm. Đây là cũng như cái hoành thân nó thôi chứ nó không có tròn gì đấy. Rồi anh để đó đi, em đi một vòng cho quý vị xem. Vị trí này là 87 nè. Cây khủng nha quý vị. Đây, vị trí này là 87. Rồi anh đo cái độ thoát thân nữa anh. Nguyên củ nạc nó nhiêu vậy? Bên này thì nó 27. 27 ngay vị trí đó 27 ha. Rồi anh đo cái thân bự nhất coi. 5 thân nha quý vị. Nguyễn Phúc chơi cũng đúng bài rồi. Nguyễn Phúc này 42. 42. Bên xương nó thì không có gối nha. Cây này nó chung nó đều ha. Mình sẽ đứng xa một xa quay một vòng nữa cho quý vị xem rồi anh Phong sẽ báo giá cái số 1 cho quý vị luôn ha. Cây rất là tròn quý vị ơi, rất là khủng. Cây này để trước biệt thự là nhức nách luôn. Rồi cho em xin giá cây số 1 đi anh Phong ơi. Cây số 1 này có giá là giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá 150 triệu bao ship tới nhà. Rồi cây hoành 87 có giá là 150 triệu, bao ship tới đâu anh? Bao ship toàn miền Nam mình. Toàn miền Nam. Rồi cây số 1 là giá 150 triệu, bao ship toàn miền Nam. Rồi tới cây số 2. Rồi vườn của anh Phong còn rất là nhiều cây bự quý vị ơi, hàng khủng không à. Cây này thân rồi á anh Phong? Năm rồi, cây số 2 cũng là cây mai tàn. Mai tàn một cốt. Đặc biệt là cây này bao bông là bao kia. Nó 8 với 12 cánh luôn. Rồi, bao bông nha quý vị. Nụ nó còn đang đầy trên nhánh hết nè. Bông nụ nó thì thật đủ. Ô anh đếm cái này nó cũng rụng hết mớ rồi. Nó còn hai lớp. Cái dòng này hai lớp thì cô chú anh chị em nhìn ngang biết rồi. 8 tới 12 ha. Rồi mình sẽ đi một vòng cho quý vị xem. Cây thì nó tròn, sức khỏe thì vô tư. Cây này rất là mạnh cây à. Rồi hai lớp bông, hai lớp cây này bông rất đều.
rất là tròn quý vị ơi. Cây nâng cây rất là nhìn thấy rất lực. Này đưa mình phần sâu nha. Cây này đế thì mình bao khoe luôn. Đế thì dày đặc nè. Liền hết. Nói chung là đế là liền dễ. Đế 24 giờ luôn ha. Phần sâu làm đế thì cây này nó rất ok. Đế 24 giờ luôn, không thiếu mặt nào trơn quý vị ơi. Rất là bự bự không. Đế rất lực ha. Để lực dày đặc. Cây rất mạnh, nó kéo rất là mạnh nè quý vị. Sống quá đẹp rồi. Đọt qua mùa bông là đọt lọc nó ra, đọt non ra cũng quảng luôn. Cây rất khỏe. Rồi cho thông số cây số 2 anh ơi. Cây này chiều cao của nó là 4m5, chiều ngang là 6m. Mình có hạ thông số rồi, mình đi cho cái độ hoành của thân cây nha. Ngang đoạn này là 67. Rồi cái vị trí đó là 67. Đoạn này mình đo cao nè. Anh để đó đi, em đo cái vị trí 67. Rồi anh hạo nhẹ xuống cái nữa anh. Coi cái độ nở của cái cây ha. Độ nở này nó 75. 75 quý vị ơi, ngay cổ đế. Dài đế nó nở nè. Dài đế nở ha, cũng chưa có tới dưới nè. Chưa. Bên đây thì bên đây còn cao nè. Đó, vị trí đó là 75. Đế mình thì nó rất biết. Rồi, anh đo độ thoát thân giùm em cái. Này thì nó 26. Thoát thân 26. Cái tay cốt 1 của nó là 26 rồi. Nhìn rất là lực cây quý vị ơi, ở ngoài nhìn rất lực. Rồi cho em xin giá cây số 2 luôn anh Phong ơi. Cây số 2 này giá là 140 triệu. Bao ship tới nhà luôn, trong vòng miền Nam mình. Bao ship toàn miền Nam, 140 triệu quý vị ơi. Anh có thể cho em xin số điện thoại, địa chỉ anh Phong ơi. Số điện thoại mình là 0946 44 0600, cũng là số Zalo. Địa chỉ mình là ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, Vĩnh Thạnh, Kiên Giang. Rồi. Rồi tới cây số 3 quý vị ơi. Số 3. Cây số 3 là cây mai xù khủng luôn quý vị ơi. Giờ luôn bông trang có luôn. Quá trời, cây bông trang này bóng đẹp rồi. Bông vàng Pháp. Vàng Pháp quá đẹp. Số 3 cây mai xù. Cây số 3 là cây mai xù khủng luôn quý vị ơi. Hàng này là hàng có thể là không có 102 tại miền Nam luôn nha quý vị. Miền Nam mình chắc ít cũng ít có ai mà sở hữu được cái mai xù kiểu này ha. Cà Mau mình bây giờ trên nhà vườn kiếm hàng này cũng hơi khó, hơi cực nha, mà kiếm được thì chăng nữa giá cũng dữ lắm. Giá chắc mua không nổi đâu. Chắc mua không nổi, nhiều khi nhà dân bán hơn hơn giá mình ra thị trường. Ta không biết cây, không có đánh cây người ta sợ lầm thì là bán có thể cái giá. Quá xá rồi. Anh có thể anh bước qua anh kia anh ôm cái cục xù này giùm em cái anh Thông. Đúng quá trời khủng cái cục xù rồi. Tay mình cái này thì nó cái này nè. Anh đo vô coi mấy gan. Quá trời. Bà gần mấy? Gần 4 gan. Hết biết cái cục xù quá vậy ơi. Đây. Nó như trái khóm vậy nè. Gan trái khóm luôn. Một thân một cốt luôn nha quý vị. Giót cây. Giờ anh Phong anh nuôi chi cành đều gan rồi nè. Cái này một mùa mưa đó là mình dập dây vô là ok đó nha. Vừa chơi luôn. Mùa mưa nữa là vô dây là ok đó quý vị ơi. Cây này anh biết cái mặt bông đó anh Phong? Mặt bông mà mua giờ nó cũng chưa có ra bông nữa. Mình cũng chưa thấy, nó mới mỏng có mấy bông đây mà mình không có để ý coi nữa. Nó cũng chắc mai miền Nam mình thì từ 8 cánh tới 5 cánh chứ nó không có tệ. 5 cánh tới 8 cánh ha. Ừ. Nói chung gì đi chứ mình cũng chưa gỏi mặt bông đó nè. Giờ nó đang nụ nè. Rồi chưa gỏi mặt bông quý vị ơi. Giờ nụ cũng đầy hết trơn rồi nè. Mặt cắt thì nó lắc gần hết rồi. Khúc trên đây nó đang xù xuống nè anh Phong. Đúng rồi, nó nổi từ đây nó nở dài xuống. Những cái đường mặt cắt của nó kéo hết. Những đường bích hết. Rất là mạnh, cây xù là mất là mạnh quý vị ơi.
Đây cái mấy cái mặt cắt này nó kéo muốn clip hết trơn nè. Quá đẹp. Nữa là chỉ cần nó có diện thì cắt luôn, vuông dâm luôn. Cây này đế sao anh Phong? Cây đế thường à. Thường thường thì xù nó cũng tứ diện gì thôi, nó 4 5 cộng 5 6 cộng gì thôi, nó không có như mai thường mình được. À đế cũng thường quý vị ơi. Quế đế cũng được. Thường vậy nó được cục xù thì nó mắc cái kia. Quá trời cái cục xù này. Cục xù này là đế đẹp. Hiện tại là có thể là đứng đầu miền Nam quý vị ơi. Có vậy thể giờ vô nhà vườn mà kiếm được cái cục xù như gì thì chắc không mua nổi đâu. Tiền nhiều lắm, xài quanh có 60 sáu mấy không mà mình hỏi mình té nữa. Quá xá nó mạnh nó kéo mặt cắt nè quý vị. Rồi anh có thể anh cho thông số anh Phong ơi. Quá xá cái cây này. Mình cho cái chiều cao đấy thì cái này chiều cao được. 2 mét đi. Chiều cao 2 mét ha. Đó, cục xù coi. Quá xá cục xù rồi. Đây, đoạn này 69. Đoạn này 69 hoành nha. Rồi để ngay vị trí đó em quay giáp vòng đó nha. Không cấn đâu ha. Chí này 69 hoành quý vị ơi. Rồi anh hạ xuống cái củ nhẹ cái anh Phong. Củ này chắc nở dữ à. Thì 72 đi. 73 mình tính 72 đi. Là cũng nằm trên mặt đế nha quý vị. Cái này là chưa chòm xuống nha. Cũng đo thông số này cũng trung bình thôi chứ không có dài đế gì. Đo thông số này chuẩn ha quý vị. Rồi anh đo cái cục xù cái chiều cao cái cục xù cái anh. Chai khóm à. Này nó 34. Chai khóm này 34. Quá trời. Quá xá chai khóm rồi quý vị ạ. Nó đang xung nó rớt dãy rớt rớt cái này ra nó ra vàng nó nở quá xá đang nở mạnh quý vị ơi, đang xù nó bể bể với vỏ nè nè rớt ra nào nó rớt 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 ra nè rớt ra để nó bể xù nó lớn nè. Cây này nếu mà nuôi tại đây tương lai trong vòng vài năm nữa nó sẽ vô trăm hoành đó, xù nó mau lên lắm quý vị ơi. Rồi cho em xin giá cây sù luôn anh Phong ơi. Cây sù này cây số 3 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Cây dạ. Xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá 160 triệu. 160 triệu. Bao ship toàn miền Nam mình. Rồi, bao ship toàn miền Nam luôn. Những cây cuối clip thôi, xin chào cô chú anh chị em mình, hẹn gặp vào clip sau nha. Rồi cho xin số điện thoại với địa chỉ lần nữa đi anh Phong ơi. Số điện thoại là 0946 440600. Rồi. Là số Zalo luôn, có anh em nào muốn ấy thì thêm Zalo mình kết Zalo vô. Địa chỉ thì ấp Vĩnh Thạnh, xã Long Đông, Vĩnh Thạnh, Kiên Giang. Rồi. Rồi chào anh ơi. Chào cô chú anh chị mình luôn. Rồi.